Bài 25 Cháu muốn trở thành giám đốc kinh doanh. Thực hành 5 Nghe và điền dấu thanh điệu vào các từ sau. Một Gửi. 2. Chết. 3. Tốt nghiệp. 4. Hẹn hò. 5. Kết hôn. 6. Lên chức. 7. Sinh con. 8. Về hưu. 9. Hạnh phúc. 10. Thành công. 11. Hiền lành. 12. Dễ tính. 13. Hào phóng. 14. Thông minh. 15. Khó tính. hành sáu nghe và viết các câu sau một bố tôi sinh ra ở hà nội hai năm sau chị ấy sẽ tốt nghiệp đại học ba chú ấy rất vui tính và thân thiện 4. Con gái anh rất thông minh và chăm chỉ. 5. Em muốn có một gia đình hạnh phúc. Hội thoại và ngữ pháp 1. Takase đang nói chuyện với Huyền. Huyền ơi, ước mơ của cháu trong tương lai là gì? Trong tương lai Cháu muốn trở thành một giám đốc kinh doanh trong một công ty đa quốc gia với thu nhập ổn định. Cháu cũng muốn có một gia đình hạnh phúc và được đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Đó là ước mơ tuyệt vời đấy. Vậy cháu đã có kế hoạch gì để trở thành một giám đốc kinh doanh? Cháu đã tìm hiểu các chương trình đào tạo về kinh doanh và marketing và bắt đầu học tiếng Anh để chuẩn bị tìm việc. Cháu tin rằng nếu cố gắng và làm việc chăm chỉ, cháu sẽ đạt được mục tiêu của mình. Cháu sẽ không bao giờ từ bỏ ước mơ. Ồ, thật tuyệt vời. Bác tin rằng thế nào cháu cũng sẽ thành công trong tương lai. Chúc cháu may mắn và thành công cho công việc của mình nhé. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác nhiều ạ. Hành 10. Nghe và điền từ vào chỗ trống. Mạnh ơi, chị nghe nói dạo này em trở nên chăm chỉ hơn à? Dạ vâng, sau khi xác định mục tiêu tương lai của em là trở thành một kỹ sư máy tính ở một công ty đa quốc gia thì em muốn cố gắng học tập để đạt được mục tiêu của mình. Ồ, thế à? Thế em có kế hoạch gì để trở thành một kỹ sư máy tính? Em sẽ thi vào một trường đại học nổi tiếng ở Việt Nam để học ngành kỹ sư máy tính và cũng đã bắt đầu học thêm tiếng Anh. Em cũng đang tìm hiểu thông tin của các công ty mà em muốn làm việc. Ồ, thật tuyệt vời. Chị tin rằng thế nào em cũng sẽ thành công trong tương lai. Dạ vâng, em cảm ơn chị. hội thoại và ngữ pháp 2 Phong đang nói chuyện với Huyền Huyền ơi, đây là ảnh của em lúc nhỏ à. Trông dễ thương quá. Dạ vâng, đây là ảnh của em lúc em 12 tuổi. Lúc đó em đang chơi piano trong một cuộc thi piano của thành phố. Ồ, anh không biết là em biết chơi piano đấy. Dạ Lúc nhỏ em rất thích chơi piano và đã chăm chỉ tập luyện hàng ngày, em thường được khen là chơi piano hay. Em cũng đã đạt được nhiều giải thưởng. Lúc đó, bố mẹ đã rất tự hào về em. Thế à? Nhưng tại sao em không tiếp tục chơi piano nữa? Vì sau khi vào cấp 3, em phải tập trung cho việc học ở trường nên đã không có thời gian để chơi piano nữa. Dám mà. Em biết sắp xếp thời gian tốt hơn thì em đã có thể vừa học tốt ở trường vừa có thời gian chơi piano. Vậy tiếc quá nhỉ. Chơi piano là một sở thích rất thú vị, nhưng em cũng đừng buồn quá. Sau này khi rảnh rỗi, em có thể tập chơi piano lại được mà. Dạ vâng, em vẫn rất thích chơi piano và hy vọng sẽ có thể dành thời gian để tập chơi lại. Ừ, cố gắng lên nhé. Anh tin là em có thể làm được. Dạ vâng, cảm ơn anh. Thực hành 18, nghe rồi khoanh tròn vào từ nghe được. 1. Miêu 2. Biếu 3. Dịu 4. Lều 5 nếu 6 tiếu 7 reo 8 thiu Thực hành 19: Nghe rồi điền vần trong ngoặc vào chỗ trống. 1 cả bát hủ tiếu lẫn bát bún riêu đều bị thiêu. Hai, nếu em chịu khó làm việc thì em sẽ không thiếu tiền tiêu. Ba, họ biếu bà ấy một bức tranh theo hình một tiểu thư trông rất dịu dàng mềm mại.